Hai lớp. Tập trung liên tục học nhá, một hai quả khoan là chị đi đâu.
Tài ơi. Để sát tay vào đẩy, ok, đừng giúp em, đừng giúp, để em bật mới lên mà, để gọn đẩy luôn. Vung. No!
mềm mại nhẹ nhàng thôi. Đó. Mềm mại thôi nhá. Đấy, nhiều quả đấy. Thay đổi cái điểm khống chế đi một tí vì giật đứng thẳng nhiều quá các bạn. Đúng rồi. Không tôi đánh được thẳng nữa đâu. Phải đánh cháu này nữa đây. Gì cả? Sâu nhiều có chứ không? Thank you.
rất tốt đấy Ngọc nhá. Ôi đúng rồi cháu ạ, hay lắm. Trên bảng số 1 của anh Tuấn Cẩm Hồi là con anh của chúng tôi. Trên bảng số 2 của Vũ Huy của Hải Dương Long Hải và Thiên Nhân Hoàng. Trên bảng số 3 Trần Mạnh Cường của công an Tây Tơ và Tạ Hồng Thánh của công an Tây Tơ. Trên bảng số 7
Khi là khu vốn của Nhân Giang của Đà Nẵng, đồng đó kết thúc của Hải Quân Long Hải và Hải Quân Long Hải. Chỉ đấy Ngọc ơi, nào chưa có gì cả. Đúng rồi. Nào. Quả ngang xuống ngang lên mình cứ thể lựa được nhé Ngọc nhá, chú ý nào. Cắt quá đâu. Có lực một tí các bạn, hơi cho trôi ra một tí nữa. Thấy chưa? Không. Mềm mại đi nhá. Vẫn là xỉu sâu hay khóc
tin đấy nhá, mình phòng thủ được không ạ? À? Đúng không? Mét lưới mà. Không, mét lưới mà. Có mét lưới mà. Không mét đúng không? Con có gì đến mét lưới đâu. Đấy. Kể cả có mét thì trong dài thì đâu có tay đâu. Mét rồi mà. Mét rồi mà. Quả mét chứ. À, mét là có thể đưa tay để hay quá rồi, cố lên, cố. Cố. Hay lắm, tăng thấy vào giữa nếu mà còn vào sâu phải nữa. Năm cháu tập thể dục trái đây, trái gọn tay rồi. Năm cháu. Sánh ngược cho chậm lại một nhịp mà Ngọc nhá. Chú ý vào. Ngọc ơi!
đừng sốt ruột đánh chết chị ngay, từ từ thôi. Đừng sốt ruột, kiên trì đấy cháu nhá, kiên trì đấy này, trì trai nha. Đừng sợ đua với chị. Đừng sợ đua với chị, đúng rồi. Đúng rồi. Lựa 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 kéo từ của sau liên tục. Có phải giật lại đi không chặt nữa. Đừng nhớ, chẳng nhớ, chẳng nhớ, chẳng nhớ. Đánh nhá. Sang phải ốp rất gọn tay lại. Ơ, thế nào? Đứng lại gì cả, phán đoán. Ốp vào.